Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Hứa Lúc Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 335. Và trước khi vào tập truyện hôm nay thì cho phép Tiến Phong xin chúc mừng riêng ông anh của mình, anh Tuấn, chúc mừng nhận anh Tuấn. Hôm nay được anh Tuấn dẫn đi quẩy, ăn uống linh đình. Tưởng về không có sức đọc truyện nữa. Chúc mừng nhận anh Tuấn nha, một fan của bộ truyện Đạo Quân, cũng là ông anh của mình. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là một âm mưu đã giáng lên đầu của bên Tề Quốc, khi mà toàn bộ hoàng tử và triều thần trong Tề Kinh đã bị đầu độc, và âm mưu này là do Thiệu Bình Ba. Và liệu rằng Vô Tâm, đệ tử Quỷ Y, có đồng ý cứu bên Tề Quốc hay không, và diễn biến tiếp theo liên quan đến Vô Tâm sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 335 hôm nay nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Hồ Diên Uy than thở. Ta nói rồi, phụ thân đã thông báo, không thể trêu chọc người kia. Hồ Thúc cũng đã cảnh cáo ta, người kia không có dễ chọc đâu. Hạo Thanh Thanh, sự tình này không phải là ta không giúp ngươi, mà là ta không thể giúp đỡ. Đừng có làm loạn, trở về đi, ta còn có việc đi trước đây. Dứt lời muốn thúc ngựa rời đi. Đứng lại cho ta! Hạo Thanh Thanh gầm lên một tiếng, nhưng mà Hồ Diên Uy không để ý tới, chợt lại hô to một tiếng. Ta không giận hờn với ngươi, ta sinh nhi tử cho ngươi có được hay không? Ồ! Hồ Diên Uy kéo dây cương, quay đầu lại, nói: Ngươi có bị bệnh không vậy? Cầm sự tình này uy hiếp ta sao? Cái này có thể uy hiếp được ta sao? Hạo Thanh Thanh duỗi ngựa tới gần nhắc nhở nói: Ngươi không phải sợ bị cha ngươi trách phạt sao? Chờ thượng tướng quân trở về, cái bụng của ta lớn rồi, nề tình ta sinh tử tôn cho hắn, nề tình ngươi vì Hồ Diên gia khai chi tán diệp, hắn làm sao cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Hồ Diên Uy nghi ngờ nói: Như vậy hữu dụng sao? Nói thực hắn cũng rất do dự. Dù sao Ngọc Vương Hạo Hồng cũng là ca ca của lão bà, khoanh tay đứng nhìn mà nói, chỉ sợ những hồ bằng cầu hữu kia của mình cũng sẽ xem thường hắn. Nhưng mà hiện thực bày ra ở trước mắt, đệ tử Quỷ Y kia đích xác là không thể trêu chọc. Nếu như có thể tìm được lý do ứng phó, kỳ thực hắn rất nguyện ý ra tay. Hạo Thanh Thanh nói: Làm sao mà vô dụng chứ? Tương lai ngươi sẽ kế tục Hồ Diên gia, không có dòng dõi làm sao được chứ? Không phải thượng tướng quân thường thường ám chỉ ngươi và ta sớm sinh con sao? Thượng tướng quân rất là muốn ôm tôn tử đấy. Kỳ thực không chỉ là Hồ Diên vô hận, mà ngay cả hoàng đế và hoàng hậu cũng thường thường lặp đi lặp lại nhắc nhở nàng, muốn nàng sớm ngày sinh dòng dõi cho Hồ Diên gia. Đối với cả hai thế lực đều cực kỳ có lợi, nhưng mà nàng vẫn cùng với Hồ Diên Uy phân cao thấp. Hồ Diên Uy cân nhắc, dường như là tính toán, trong miệng nói nhỏ: Ôm tôn tử, vạn nhất là nữ nhi thì sao? Hạo Thanh Thanh trợn mắt nói: Vậy thì ta sinh tiếp mãi cho đến sinh ra nhi tử mới thôi. Không, mặc kệ nhi tử hay là nữ nhi, sau này ta sẽ mở rộng cái bụng sinh cho ngươi, có được không hả? Hồ Diên Uy vui vẻ, chợt sầm mặt lại: Người nói không giữ lời còn ít sao, ai mà tin chứ? Hạo Thanh Thanh nói: Lần này tuyệt đối không nuốt lời, ở đây nhiều người như vậy, ta thề với trời vẫn sinh cho ngươi. Trong 10 năm nếu không thể sinh cho ngươi 5 hài tử, ta là vương bát đàn. Lần này cứu ca ca, nàng cũng coi như là bất cứ giá nào. Hồ Diên Uy nhất thời xoa tay, biết Hạo Thanh Thanh là người sĩ diện, chắc chắn sẽ không để mình trở thành vương bát đàn cho mắt người khác. Hắn vô cùng vui, đột nhiên kéo dây cương, nhìn thu hạ hỏi hết nói: Đi, cùng ta đi trói người. Dạ. Nói xong xông ra ngoài. Hạo Thanh Thanh hưng phấn phóng ngựa đuổi theo, một đám nhân mã đi theo rời đi. Nhưng mà ngay khi sắp tới, có mấy người từ trên trời giáng xuống, dỡ đường ngăn cản bọn hắn. Đồng thời một tiếng hét truyền tới: Bệ hạ có chỉ. Bộ Tầm phái người đúng lúc chạy tới,
làm cho mưu đồ của Hạo Thanh Thanh bị phá diệt. Phụ hoàng! Hạo Thanh Thanh ngửa mặt lên trời khóc lớn. Phụ hoàng này là muốn trơ mắt nhìn ca ca của nàng chết sao? Nhưng mà nàng cũng bó tay. Ý chỉ của hoàng đế đến, Hồ Diên Uy nào còn dám lộn xộn. Người khác cũng không dám lộn xộn. Thế Hạo Thanh Thanh khóc tan nát cõi lòng, ngồi xổm bên đường, trong lòng của Hồ Diên Uy khổ sở, đi tới nâng Hạo Thanh Thanh đứng dậy, ôm ấp ở trong ngực. Hạo Thanh Thanh nhào vào trong lồng ngực của chồng, gào khóc không thôi. Đúng vào lúc này, một xe ngựa đi tới, đứng ở trước tiểu trại của đệ tử Quỷ Y. Một nữ nhân quần áo hoa lệ, dung mạo đoan trang xuống xe, chính là Anh Vương Phi, Thiệu Liễu Nhi. Nhìn bên kia có động tĩnh, đám người Thiệu Liễu Nhi không khỏi liếc nhìn. Ở kinh thành lâu dài như vậy, Thiệu Liễu Nhi tự nhiên là nhận thức đám người Hạo Thanh Thanh. Nhưng mà lúc này khuôn mặt của Thiệu Liễu Nhi tiểu tụy, căn bản là không có tâm tư hàn huyên khách sáo chậm trễ thời gian, vội vàng đi về phía trước. Hồ Diên Uy cũng nhận thức Thiệu Liễu Nhi, tranh thủ đẩy Hạo Thanh Thanh ra, nhắc nhở. Hạo Thanh Thanh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn. Nhìn, thấy Thiệu Liễu Nhi, lập tức hô lớn. Tam tẩu, tam tẩu! Nhưng tam tẩu của nàng tâm tình nặng nề, không có đáp lại. Ngược lại trong đám tu sĩ ngăn cản, có người lắc mình rời đi, ngăn cản đám người Thiệu Liễu Nhi. Vương Phi, dừng lại! Tiếp đó lại nhìn Sa Bất Chi chắp tay nói. Sa sư huynh, bệ hạ đã có chỉ, bất cứ người nào không được phép tự tiện mạo phạm Vô Tâm tiên sinh. Ý chỉ của hoàng đế. Sa Bất Chi nhíu mày, hắn cũng biết không thể nào mạo phạm, nhưng mà Thiệu Liễu Nhi nhất định là muốn đến. Thiệu Liễu Nhi ai thán nói. Pháp sư, ta không phải đến mạo phạm Vô Tâm tiên sinh, chỉ là phu quân ta mệnh tại sớm tối, ta chỉ là đến cầu khẩn Vô Tâm tiên sinh, lẽ nào cũng không được sao? Việc này... Người kia do dự, chen một tiếng. Thiệu Liễu Nhi đột nhiên ra tay, rút bội kiếm gác lên trên cổ. Vương Phi! Mọi người kêu lên sợ hãi. Tránh ra! Thiệu Liễu Nhi lớn tiếng quát, lưỡi kiếm đã làm cho cổ chảy vết máu, thề lương nói. Pháp sư, ta tuyệt đối không có dám mạo phạm Vô Tâm tiên sinh, cũng không có muốn mạo phạm bất cứ người nào. Chỉ là trượng phu mệnh tại sớm tối, không thể không tận lực thử một lần. Mà kệ Vô Tâm tiên sinh có đáp ứng xuất thủ hay là không, ta cũng phải thử một lần, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Xin pháp sư giản xếp, ai dám ngăn cản ta, ta liền chết ở nơi này. Trong đám tu sĩ có người lật bàn tay một cái, muốn thi pháp hạn chế Thiệu Liễu Nhi. Ai biết thân hình sao bất trì lóe lên, nhấn cánh tay đối phương về, sau đó chắp tay nói. Chư vị sư huynh đệ, nề tinh đồng môn, mong dàn xếp một chút. Ta ở đây bảo đảm, Vương Phi chắc chắn là không mạo phạm Vô Tâm tiên sinh. Ta cũng sẽ không cho phép, ta sẽ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có được không? Hắn nói như vậy rồi, đám tu sĩ do dự một chút cuối cùng tránh ra, đồng thời nhắc nhở Sa Bất Chi. Trưởng môn đang ở cung nhìn chằm chằm sự tình này, huynh hãy cẩn thận. Cũng là cảnh cáo Sa Bất Chi, người nhìn chăm chú vào, đừng cho ta có sự, bằng không người cũng đừng nghĩ dễ chịu. Sa Bất Chi khẽ gật đầu xem như cảm ơn, sau đó đột nhiên ra tay, một phát bắt được tay của Thiệu Liễu Nhi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đoạt bảo kiếm, đưa tay làm thủ thế mời, biểu thị có thể đi qua. Cảm ơn. Trên cổ Thiệu Liễu Nhi mang theo vết máu khom lưng, cảm kích không ngớt, sau đó cấp tốc thông qua. Sa Bất Chi không thể để quá nhiều người tùy tùng, chỉ mấy người bước nhanh đi theo ở phía sau Thiệu Liễu Nhi. Hạo Thanh Thanh chạy tới xem tình huống, nhất thời không tình nguyện, hô to gọi nhỏ nói. Xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng có thể qua? Tu sĩ kia tự ứng đối, trầm giọng nói. Công chúa, ý chỉ bệ hạ chỉ nhắm vào các ngươi. Các ngươi? Hạo Thanh Thanh nghe răng trợn mắt, nhưng lại không thể làm gì.
Đại môn mở rộng. Quách Mạn thò đầu nhìn mấy người ngoài cửa, hồ nghi nói: các ngươi là ai? Tớ có sự tình gì? Sa Bất Chi nghiêng người nhường vị trí cho Thiệu Liễu Nhi. Anh Vương Phủ, Vương Phi cầu kiến Vô Tâm tiên sinh, làm phiền cô nương thầy thông bẩm một tiếng. Thiệu Liễu Nhi tha thiết mong chờ, nỗ lực lộ ra ý cười, không để ý thân phận Vương Phi, khom người với Quách Mạn, hy vọng có thể giành được hào cảm của đối phương. Anh Vương Phi. Quách Mạn nói thầm một tiếng, ánh mắt vụt sáng đánh giá đối phương, sau đó nói: chờ một chút. Cạch một tiếng, cửa không thể nề mặt mũi đóng lại. Người ngoài cửa không biết kết quả thế nào. Dù sao chủ nhân nơi này ngay cả đại nội tông tổng quản bộ tầm cũng không cho mặt mũi, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Trong phòng, Vô Tầm đang lật xem một quyển sách da dê, dựa theo văn tự chế tác thuốc. Mùi thuốc nồng nặc. Nhan Bảo Như đang nghiền nát rễ cây, dựa theo Vô Tâm phân phó chế tác thuốc bột. Quách Mạn đi vào, đi tới bên người Vô Tâm thông báo nói: tiên sinh, Vương Phi của anh Vương Phủ cầu kiến. Lời này vừa nói ra, cả người Vô Tâm trong những mắt cứng đờ, quay đầu lại hỏi: anh Vương Phủ nào? Quách Mạn nở nụ cười: kinh thành còn có thể có mấy anh Vương Phủ chứ? Chính là Vương Phi của Tam Hoàng tử Hạo Chân. Năm ngón tay Vô Tâm trong nhắm mắt, nắm chặt quyển da dê trong tay, hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, hầu kết liên tục nhăn nhúm. Nàng tới đây làm gì? Nhan Bảo Như ngẩng đầu, nhận ra Vô Tâm nói chuyện có chút không bình thường, dường như là hơi có chút run rẩy. Quách Mạn cũng lưu tâm phản ứng của Vô Tâm, nghe vậy nở nụ cười. Vừa nãy nói rồi, là tới cầu kiến tiên sinh. Không. Vô Tâm hình như có chút bất an nói: ta hỏi, nàng tới gặp ta làm gì? Quách Mạn kỳ quái nói: tiên sinh làm sao vậy? Khẳng định là bởi vì sự tình anh Vương Hạo Chân trúng độc. Trước đó không phải đại nội tổng quản bộ tầm đến rồi sao? Ta không tin, tiên sinh đoán không được, anh Vương Phi là vì cứu trợ phu mà tới. Vô Tâm chậm rãi thả cuốn sách trong tay xuống, do dự. Đợi một lúc, Quách Mạn thử dò xét hỏi: tiên sinh, gặp hay là không? Đôi mắt của Nhan Bảo Như vụt sáng, phát hiện tiên sinh tựa hồ hơi khẩn trương, ngực rõ ràng là nhấp nhô bất định, hô hấp hỗn loạn. Vô Tâm đột nhiên xoay người, nhưng mà sau khi bước nhanh ra cửa thuốc, lại dừng chân, cúi đầu nhìn xiêm y của mình, lại dương mắt nhìn phương hướng đại môn, tựa hồ không dám đối mặt cái gì, xoay người chui trở về trong nhà thuốc nói: không gặp. Nhan Bảo Như và Quách Mạn quay đầu nhìn lại trong phòng, sau đó nhìn nhau, đọc hiểu ý tứ trong ánh mắt của đối phương. Tiên sinh rõ ràng là một bộ lo được lo mất, không bình thường. Quách Mạn rời đi. Cửa vừa mở, mọi người ngoài cửa đều lộ ánh mắt ước ao. Hai tay Thiệu Liễu Nhi xoắn xuýt, chân chính tha thiết mong chờ hy vọng. Nhưng Quách Mạn mở miệng liền để cho mọi người rơi vào tuyệt vọng. Vương Phi, xin mời trở về đi, tiên sinh không tiếp khách. Này là trả lời hợp tình hợp lý, cũng là trong dự liệu, nhưng cũng là câu trả lời mọi người sợ nhất. Thiệu Liễu Nhi cầu khẩn nói: cô nương, có thể cho tiện thiếp gặp tiên sinh một lần được không? Đổi lại bình thường, chỉ sợ Quách Mạn đã trực tiếp đóng cửa. Nhưng mà lúc này tràn ngập tò mò với Thiệu Liễu Nhi, nên không có vội vã đóng cửa, mà đánh giá đối phương từ đầu đến chân, hảo tâm khuyên bảo: vâng Phi, ngài đừng làm khó dễ ta. Quy củ của tiên sinh, nói không gặp thì chính là không gặp, ai tới cũng sẽ vô dụng. Tề Hoàng cũng từng đến cầu kiến qua, tiên sinh không gặp là không gặp, ngài còn có thể lớn hơn Tề Hoàng sao? Tiện thiếp vạn lần không thể so sánh với bệ hạ, nhưng
trượng phu của tiện thiếp thực là mệnh tại sớm tối, khẩn cầu tiên sinh cứu trượng phu của ta. Thiếu Liễm Nhi gào khóc, quỳ xuống trước mặt mọi người, cầu tiên sinh từ bi. Vương Phi, Sa Bất Chỉ không đành lòng, muốn nâng nàng dậy, nhưng mà Thiệu Liễu Nhi duỗi tay ngăn cản. Quách Mạn bưng tiếng thở dài, Vương Phi, sao ngài lại phải tự làm khổ mình chứ? Vương Phi khả năng không biết, người quỳ xuống trước cửa này, Vương Phi không phải là người đầu tiên. Ta cũng nhớ không rõ có bao nhiêu người quỳ cầu qua tiên sinh, nhưng mà vô dụng thôi. Tiên sinh nói không gặp thì chính là không gặp, chưa bao giờ phá lệ. Vương Phi, xin mời trở về đi. Thiệu Liễu Nhi lắc đầu nói, không cầu tiên sinh phá lệ, chỉ cầu tiên sinh từ bi. Tiên sinh không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Quách Mạn nói, vậy chỉ có thể tùy ngươi. Thân thể lui về sau, tiện tay đóng cửa. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Trong ngõ hẻm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Thiệu Liễu Nhi. Vương Phi, người ta đã không gặp, nếu không chúng ta trở về đi. Sa Bất Chỉ khuyên. Hắn khuyên. Thiệu Liễu Nhi bỗng cúi người dập đầu, lớn tiếng cầu xin, cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta. Cầu tiên sinh đại phát từ bi cứu trượng phu của ta. Đám người Sa Bất Chỉ hai mặt nhìn nhau. Vương Phi vì cứu vương gia một mảnh thành tâm, làm cho bọn hắn cũng không phải, không cản cũng không phải. Đám người Hồ Diên Uy xa xa thấy một màn này đều không nói gì. Tam tẩu này là tội gì à? Hạo Thanh Thanh hận đến nghiến răng. Vô tâm tiên sinh gì kia, ta xem là tâm địa sắt đá, lòng lang dạ sói. Không, là đồ không tim không phổi. Cái loại người này đánh rơi vào trong tay ta, bằng không sẽ moi tim hắn, nhìn xem có phải là màu đen hay không. Tu sĩ một bên thấp giọng nhắc nhở, công chúa, nói năng cẩn thận. Hạo Thanh Thanh bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Tàu Tàu. Tam Tàu đối với Tam Ca ngược lại là một mảnh chân tình. Hồ Diên Uy nói thầm, có vợ như vậy còn cầu mong gì chứ. Hạo Thanh Thanh lập tức mắt lạnh quét tới, ta không tốt sao? À, người nói xem. Hồ Diên Uy ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười. Học một chút đi. Hạo Thanh Thanh trừng mắt, muốn để ta vì ngươi quỳ xuống sao? Nghĩ hay lắm, ngươi làm sao không chết đi. Hồ Diên Uy lừa một cái thầm nói, ngươi tốt, thật rất là tốt. Trong nhà thuốc, Quách Mạn vừa tiến vào, Vô Tâm lập tức hỏi, nàng đi chưa? Quách Mạn nói, không chịu đi, đang quỳ ở ngoài cửa, nói là tiên sinh không đáp ứng cứu trượng phu của nàng, nàng không đứng lên. Khóe miệng Vô Tâm hiện lên nụ cười trào phúng. Thật là tình chàng ý thiếp, phu thê tình thâm, nguyện ý quỳ thì quỳ đi. Dứt lời tiếp tục nhìn sách ở trong tay. Quách Mạn và Nhan Bảo Như nhìn nhau, hai người cùng Vô Tâm ở chung không phải là ngày một ngày hai, ít nhiều là có chút hiểu rõ tính khí quán. Đây là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Quách Mạn đi ra ngoài, sau đó lại đi vào báo cáo. Anh Vương Phi còn chưa đi, đang dập đầu chờ tiên sinh, một bái một cầu xin, cầu tiên sinh cứu người. Vô Tâm không hé răng, tiếp tục nhìn sách. Nhưng mà kệ là Quách Mạn hay là Nhan Bảo Như, đều nhìn ra là tiên sinh rõ ràng đang hoang mang lo sợ, cầm sách cũng mất tập trung, tinh thần hoảng hốt, không thể chăm chú. Quách Mạn qua một lúc lại đi tới cửa, thông qua khe hở quan sát. Bỗng nhiên Vô Tâm chủ động nói, nàng vẫn chưa đi chứ? Quách Mạn nói, vẫn ở đó, vẫn dập đầu cầu xin, có thể nhìn ra đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Vô Tâm chậm rãi nhắm mắt, hai tay nắm chặt quyền da dê. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên mở mắt ra,
thả xuống quyển da dê trong tay, gần từng chữ nói: mở cửa. Quách Mạn sững sờ thử hỏi: tiên sinh đáp ứng sao? Vô Tâm nói: để cho nàng vào đi. Vâng. Quách Mạn xoay người bước nhanh rời đi. Két một tiếng, cửa đại môn mở ra, lần này trên đề mở rộng. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua. Thiệu Liễu Nhi đã mệt đến uể oải, không ra nổi sức dập đầu, gia tăng thanh âm: cầu xin tiên sinh đại phát từ bi, cứu trượng phu của ta. Quách Mạn nói: Vương Phi, đứng lên đi, tiên sinh mời người vào. Mọi người đại hỉ, tinh thần chấn động. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Thiệu Liễu Nhi cảm ơn, vội vã bò lên, nhưng mà vừa dậy lại té xuống, chân đã quỳ mất cảm giác. Mọi người vội nâng lên, còn nữ tu sĩ cấp tốc thi pháp giúp đỡ khơi thông kinh mạch. Thiệu Liễu Nhi khôi phục năng lực hoạt động, lập tức đẩy mọi người ra, không dám để cho chủ nhân bên trong đợi lâu, bước nhanh lên bậc thang. Nhân viên đồng hành lại bị Quách Mạn ngăn cản: những người không liên quan thì dừng lại, tiên sinh không thích người nhiều hỗn loạn. Để Thiệu Liễu Nhi tiến vào, lập tức đóng cửa. Như vậy cũng được sao? Hậu Thanh Thanh ngẩn người, sau đó ồn ào nói: để ta qua, để ta qua, ta cũng muốn quỳ lại. Cái gì gọi là ngươi cũng muốn quỳ lại chứ? Chúng ta đề phòng chính là ngươi nhá. Lấy đạo đức của ngươi, thực là muốn để ngươi qua, còn không biết sẽ gây ra sự tình gì đây. Đám tu sĩ tự nhiên không chịu, mặc kệ Hạo Thanh Thanh ồn ào như thế nào cũng không cho đi. Hạo Thanh Thanh đâu chịu? Trước là bởi vì ý chí của phụ hoàng, ý chí của phụ hoàng không thể làm gì. Hiện tại nhìn thấy có biện pháp cứu ca ca, tự nhiên là muốn chết muốn sống đi qua. Bắt lại mang đi. Tu sĩ dẫn đầu phất tay ra lệnh. Hạo Thanh Thanh bị bắt, trực tiếp áp đi. Hạo Thanh Thanh mang người đến cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đầu tiên là có ý chỉ của bệ hạ, hai là tam đại phái tự mình ra mặt bắt người, ai dám cản trở đấy. Hồ Diên Uy, giúp ta! Hồ Diên Uy, nhanh giúp ta! Hạo Thanh Thanh bị mang đi chỉ có thể nhìn Hồ Diên Uy mà gọi to. Hồ Diên Uy hơi co đầu lại, coi như là không nghe thấy gì, phất tay bắt chuyện một chuyến. Đi, chúng ta trở về. Đã như vậy, hắn mới sẽ không nghe Hạo Thanh Thanh nói đi kháng chỉ. Hồ Diên Uy, Vương Bát Đản là ngươi, ngươi còn có phải là nam nhân không chứ? Hồ Diên Uy, ngươi có muốn ta sinh nhi tử cho ngươi hay không đó? Hồ Diên Uy đầu cũng không quay lại, nhưng mà trong miệng nói nhỏ: thích sinh hay không thì tùy ngươi, thiên hạ nữ nhân rất nhiều, có rất nhiều nữ nhân sinh cho lão tử, ngươi không sinh thì càng tốt, lão tử tổng không thể tuyệt hậu. Đến thời điểm đó, lão tử nạp thiếp ngay cả bệ hạ cũng không tiện nói gì. Nói thầm thì nói thầm, nhưng mà đột nhiên tinh thần hắn rung lên, trong nhà mắt thuyết phục chính mình. Phải nha, đã như thế mà nói, bản thân không cần quan tâm hãn phụ này, có lý do đi tìm một đống nữ nhân như hoa như ngọc ở bên ngoài. Hãn phụ này không sinh con cho mình càng tốt, hơn nữa mình còn phải phối hợp nàng không sinh mới tốt đấy. Nghĩ rõ điểm này, hắn nhất thời như là hít vào thuốc vậy, hai mắt bắt đầu tỏa sáng, không còn rụt đầu rụt cổ giả vờ không nghe thấy, lén lén lút lút rời đi, mà là ngẩng đầu ưỡn ngực, vung tay lên nói: đi. Khi thế mười phần, dẫn một đám thủ hạ vung roi thúc ngựa rời đi. Đối với hắn mà nói, khuôn mặt đẹp của Hạo Thanh Thanh có thể không nhìn, đối với hắn mà nói, cưới loại nữ nhân như Hạo Thanh Thanh quả thực là một tai nạn trong đời hắn. Điều ngoa ngang ngược, còn dám đánh lão công, nào có đáng yêu như là hoa dại ở bên ngoài. Nhưng bởi vì thân phận công chúa của đối phương, làm hắn lại không dám đi bên ngoài tìm hoa vấn liễu. Những ngày tháng này quá là thống khổ. Hoàng đế là yêu thương trưởng công chúa, hắn không dám làm gì Hạo Thanh Thanh, quần côn trong nhà không đáp ứng. Hồ Diên Uy, ngươi dám đi thử một chút đi, lão nương tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hạo Thanh Thanh gần như là tuyệt vọng, sắp tức điên, chửi ầm lên. Thiệu Liễu Nhi tiến vào trạch viện cực kỳ cẩn thận.
còn chưa thấy Vô Tâm tiên sinh cũng đã châm trước dùng từ, chỉ lo sẽ trên đầu, chỉ lo sẽ trêu đến đối phương không cao hứng. Hoàn cảnh trạch viện trang nhã, trước sau có mùi thuốc bồng bềnh, vừa đến liền biết là nơi ở của thầy thuốc. Xuyên qua tiểu viện, tiến vào hậu viện, nhìn thấy một nam tử thân hình gầy gò, thanh sam tĩnh lặng, quay lưng về phía nàng. Bên cạnh còn có một mỹ nữ ăn mặc đơn sơ mộc mạc, ánh mắt nhìn tựa hồ có chút hiếu kỳ. Bởi vì nam tử quay lưng, không nhìn thấy dung mạo đối phương, Thiệu Liễm Nhi theo bản năng nhìn Quách Mạn, lộ ra ánh mắt dò hỏi. Quách Mạn mỉm cười gật đầu, biểu thị nàng đoán không sai, vị này chính là Vô Tâm tiên sinh. Đi tới, cách một khoảng cách dừng lại, Thiệu Liễm Nhi cung kính hành lễ. Tiền thiếp Thiệu Liễm Nhi bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Khiêm tốn thấp kém, vứt bỏ thân phận vương phi cao quý của mình. Đợi một lúc, không đợi được lời khách sáo như miễn lễ, Thiệu Liễm Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia im lặng không nhúc nhích, không có bất cứ đáp lại. Nhan Bảo Như và Quách Mạn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thiệu Liễm Nhi không nhìn thấy, nhưng mà hai người đứng ở hai bên Vô Tâm lại nhìn thấy thần sắc Vô Tâm, nhắm mắt, gò má căng thẳng, mười ngón tay nắm trắng bạch, dường như là đang dùng sức khống chế nỗi đau lòng của mình. Tiện thiếp Thiệu Liễm Nhi bái kiến Vô Tâm tiên sinh. Thiệu Liễm Nhi lại hành lễ lần nữa. Vô Tâm hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, chậm rãi chắp tay phía sau, cũng chậm rãi quay người. Thiệu Liễm Nhi lại lần nữa dương mắt nhìn lén, vừa vặn thấy khuôn mặt của Vô Tâm. Chỉ nhìn một cái, Thiệu Liễm Nhi liền trợn tròn hai mắt, mặt khó có thể tin, cả người giống như là gặp sét đánh vậy, kinh ngạc đến ngây người, cho rằng đây là trong mộng. Nhan Bảo Như, Quách Mạn cấp tốc nhìn nhau. Trước đó hai người cảm thấy tiên sinh khả năng có quan hệ gì với vương phi, mãi cho đến giờ phút này mới nhìn thấy phản ứng của Thiệu Liễm Nhi. Hai người xác định trước đây là tuyệt đối có quen biết. Chỉ là như vậy, hai người đã cảm thấy có chút kỳ quái. Đã nhận thức tiên sinh còn cần phiền phức như vậy sao? Vô Tâm cho rằng mình sẽ rất kích động, trước vẫn nỗ lực khống chế tâm tình, nhưng trong nháy mắt chạm đến khuôn mặt đối phương, trái lại biến thành bình tĩnh, ánh mắt trầm lạnh, lạnh lùng nhìn nàng. Bây giờ Thiệu Liễu Nhi từ đầu đã rút đi khí chất của hoàng hoa khuê nữ, thân thể đãi đà, toàn thân lộ ra ung dung phúc hậu, khí chất càng tốt, màu da càng ngày càng trắng nõn, vừa nhìn liền biết là phụ nhân của hào môn phú quý. Chỉ là trước mắt hơi chút chật vật, bởi vì trước đó dập đầu quỳ lạy, mái tóc và vật trang sức đều lộ ra một chút ngổn ngang, quần áo cũng không chỉnh tề, ở trên cổ còn lưu lại vết máu. Sau khi Thiệu Liễu Nhi khiếp sợ, thần sắc lộ ra chút bối rối, thần sắc lại muốn nói lại thôi. So sánh với Vô Tâm trầm lạnh, khi chất hai người có một loại phân chia cao thấp. Người Thiệu Liễu Nhi lên tiếng, nhưng mà lắp bà lắp bắp không nói ra được lời hoàn chỉnh. Vô Tâm bình tĩnh nói, người chính là vương phi của anh Vương Hạo Chân. Thiệu Liễu Nhi càng chột dạ, ánh mắt hoảng loạn đáp lời, vâng, đúng vậy. Nàng nhớ tới một vài chuyện cũ, hình ảnh nước sông băng lãnh kia đến nay nàng vẫn còn nhớ, tình cờ ngủ mơ sẽ còn thâm hãm ký ức. Cùng một nam nhân bị nhốt ở trong lồng heo, kinh hoàng dễ dụa, làm nàng từ trong ác mộng thức tỉnh. Trước kia thường mơ ác mộng, bây giờ tâm thái dần dần bình phục, có trượng phu và nhi tử bên cạnh, đã rất ít khờ mơ thấy ác mộng như trước.
mà người trước mắt lại làm nhờ nàng nhớ tới cơn ác mộng kia. Người trước mắt cùng nam tử ở trong ác mộng kia là giống nhau như đúc. Đương nhiên, chỉ là bề ngoài tương tự, khí chất tuyệt nhiên là bất đồng. Nam tử trong lồng heo dùng ánh mắt hiện tại của nàng để đến xem. Bất quá chỉ là một thư sinh cổ hồ, hồ đồ, hơn nữa ngây thơ mà thôi. Mà người trước mắt này, trên người có một loại khí thế nội liễm, hơn nữa khí thế trầm ổn, không nhìn tất cả. Ngay cả các loại quyền quý như nàng cũng không thể để vào mắt. Cái loại thế này như là thư sinh kia, không cách nào có thể so sánh, nắm giữ. Nàng rõ ràng nhớ tới thư sinh kia vì không để nàng chết cùng mình, đáp ứng tách ra. Nàng nhớ rõ ràng thư sinh kia và ca ca Thiệu Bình Ba ưng thuận ước hẹn 3 năm. Mặc kệ thư sinh ở nghề nghiệp nào, chỉ cần trong vòng 3 năm hơi làm ra một chút thành tựu, ca ca sẽ tác thành bọn hắn, cho phép nàng gả cho thư sinh. Nàng nhớ rất rõ thư sinh cảm giác mình vô năng, gào khóc lảo đảo rời đi. Bóng đừng rời đi thương tâm kia theo thời gian trôi qua tuy có chút quên lãng, nhưng mà đời này của nàng không thể triệt để quên được. Bây giờ sinh hoạt bình yên, nàng cũng có chút không rõ ca ca làm đến tột cùng là đúng hay sai. Tiếp xúc được càng nhiều hiện thực, không biết mình năm đó có phải là thiếu nữ vô tri hay không. Chí ít lấy tư duy hiện tại đối mặt thực tế để nhìn lại năm đó, năm đó ý nghĩ và hành vi của mình đích xác đã có chút không bị hiểu hiện thực. Nàng đã thành một mẫu thân, bản thân thay thế vị trí của ca ca năm đó. Nếu nữ nhi của nàng muốn theo một thư sinh như vậy, nàng đáp ứng sao? Sở dĩ nhìn thấy nam nhân này đến chột dạ là bởi vì ước hẹn 3 năm kia, thư sinh hăng hái nói để nàng chờ hắn 3 năm. Nhưng ước hẹn chưa tới, nàng đã gả cho người khác. Dù bởi vì nguyên nhân khác, bởi vì biết thư sinh kia đã chết rồi, nhưng mà nàng là thực không có thủ ước. Vô Tâm bình tĩnh nói, vì sao Vương Phi tâm lý hoảng loạn? Là ta làm kinh hãi đến Vương Phi sao? Không, không. Thiếu Lễ Nhi xua tay phủ nhận, chỉ vì tướng mạo của tiên sinh giống một vị cố nhân của ta, nhất thời thất thố, tiên sinh chớ trách. Quách Mạn và Nhan Bảo Như lại nhìn nhau lần nữa. Vô Tâm à một tiếng, có thể để Vương Phi nhìn nhầm. Nói vậy thật rất giống ta, có cơ hội không ngại đưa tới để ta gặp gỡ. Theo Đỡ Nhi gượng ép nói, tiên sinh làm khó ta, vị cố nhân kia từ lâu đã mất. Ngữ điệu ngừng lại, lại tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, tiên sinh y thuật tinh xảo, nói vậy là đã học y nhiều năm. Vô Tâm ừ một tiếng, từ nhỏ đi theo bên người sư phó học y. Theo Liễu Nhi à một tiếng, nỗi lòng lo lắng cũng đã để xuống. Thời gian Vô Tâm xuất hiện cùng với thời gian thư sinh kia biến mất cách xa nhau không dài. Trong thời gian không lâu, làm sao có khả năng học được y thuật tinh xảo như vậy? Nhất định là tu tập lâu dài mới đúng. Mà trước đó thư sinh kia đối với y thuật có thể nói một chữ cũng không biết. Như vậy hai người thực chỉ là giống nhau mà thôi, không thể là cùng một người. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận hai người quá giống nhau. Vô Tâm lại nói, lần này Vương Phi đến là muốn thăm dò kinh nghiệm học y của ta sao? Không, không. Theo Đỡ Nhi vội vã phủ nhận, tiện thiếp đến là khẩn cầu tiên sinh đại phát tử bi, trượng phu của tiện thiếp trúng kịch độc. Vừa nghe nàng đề cập đến trượng phu, Vô Tâm hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói, bộ tâm đã tới tìm ta,
Nên nói bộ tầm đều đã nói rồi. Sự tình ta cũng đã biết, không cần nhiều lời. Thiều Đạo Nhi lập tức chắp tay cầu khẩn nói: cầu tiên sinh đại phát từ bi. Vô Tâm không hề cảm xúc nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên gần từng chữ: ngươi để ta cứu trượng phu của ngươi. Không biết là người nói Vô Tâm hay là người nghe có ý. Nghe được lời đó, Thiều Đạo Nhi không nhịn được lại lần nữa tinh tế đánh giá dung mạo đối phương. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác trong lời nói của đối phương ý vị sâu xa. Ánh mắt đối phương giống như càng lạnh. Sự tình khẩn cấp, Thiều Đạo Nhi bài trừ tạp niệm trong lòng, lần nữa quỳ xuống khẩn cầu nói: tiên sinh, tiện thiếp van ngài. Vô Tâm nói: bằng cái gì để ta cứu trượng phu của ngươi? Thiều Đạo Nhi lập tức nói: tiên sinh muốn cái gì? Chỉ cần vương phủ có thể làm được, nhất định tận được thỏa mãn tiên sinh. Dứt lời liên tục dập đầu. Vô Tâm trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lóe ra thần sắc khổ sở, gò má căng thẳng. Xem ra ngươi và trượng phu của ngươi tình cảm rất sâu. Lời này nói ra lại làm thân hình của Thiệu Liễu Nhi cứng đờ. Vô Tâm nói: ta muốn, ngươi không cho được. Ta cái gì cũng không muốn. Cho rằng hắn cự tuyệt cứu trị, Thiệu Liễu Nhi lập tức ngẩng đầu hoảng loạn nói: tiên sinh, có điều kiện gì ngài cứ nói đi. Vô Tâm nói: ta không đề cập điều kiện với người. Ta đã gặp người. Đi đi, đưa trượng phu của người tới. Còn có thể trị tốt hay không, ta không dám đảm bảo. Kết quả này thực làm cho Thiệu Lễ Nhi có chút ngoài ý muốn. Ấp ủ một đống ngôn từ, vậy mà không phát huy được tác dụng. Nghe tiếng vị này không dễ nói chuyện đã lâu, không nghĩ tới gặp mặt không nói hai câu, đối phương lại đã dễ dàng đáp ứng. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Thiều Lễ Nhi mừng rỡ liên tục cảm ơn, sau đó tranh thủ bò dậy, không dám trễ nải, chạy đi mang trượng phu tới. Quách Mạn cũng đi theo. Nơi này không phải địa phương ngoại nhân chạy loạn. Nhan Bảo Như đến bên người Vô Tâm thử hỏi: tiên sinh, trước đây ngài có nhận thức vị vương phi này hay sao? Nhận thức vương phi này? Vô Tâm nỉ non tự nói, không hồi đáp, chậm rãi nhắm mắt. Không có ngoại nhân. Trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc xoắn xuýt, khổ sở. Đột nhiên lên một tiếng, tóm chặt vị trí trái tim. Trong nhà mắt sắc mặt nhợt nhạt, cả người lung lay sắp đổ. Tiên sinh! Nhan Bảo Như cả kinh, tranh thủ đỡ lén. Dược! Dược! Lấy thuốc cho ta! Vô Tâm hô hấp dồn dập, thống khổ hô hoán: tiên sinh, xin chờ một chút. Nhan Bảo Như vội vàng đén nắm, nằm ở trên đất, đưa tay ở trong ống tay áo lấy thuốc. Theo Vô Tâm lâu như vậy, nàng biết Vô Tâm có bệnh đau tim. Lúc phát bệnh cực kỳ thống khổ, thuốc uống trễ mà nói, khả năng có thể mất mạng. Bất kể là Nhan Bảo Như hay là Quách Mạn, đều đã từng hỏi Vô Tâm: y thuật của quỷ y cao minh như vậy, lẽ nào cũng trị không được sao? Đối với vấn đề này, Vô Tâm không có bất cứ hồi đáp nào. Bên ngoài trạch viện, đột nhiên xuất hiện một đám người, trực tiếp bao vây lấy trạch viện. Không ít người lắc mình vào bốn phía, ở trên nóc nhà đều có người đề phòng. Người nhảy vào trong trạch viện, sưu tầm xung quanh, kết quả không thể tìm được một bóng người. Một đại hán đứng trong đình viện, hai mắt như chim ưng quan sát bốn phía, mặt mũi lạnh khốc. Đến chính là người giáo sự đài.
mà địa phương lục soát chính là địa phương lúc trước Thượng Bình Ba nghỉ lại. Có thể dưới tình huống không có đầu mối nào cấp tốc tìm ra điểm dừng chân của Thượng Bình Ba như vậy, có thể thấy lực lượng của giáo sự đài lớn như thế nào. Mấy nhân viên sưu tầm chạm trán. Một người bước nhanh đi tới, chắp tay bẩm báo: "Đại nhân, người đã đi rồi. Căn cứ hiện trường để lại các loại vết tích mới mẻ phán đoán, thời gian rời đi hẳn là không vượt qua một canh giờ. Chúng ta đã tới chậm một bước." "Không vượt quá một canh giờ?" "Vâng, hẳn là như vậy." Hắn tự đã ngắm nhìn bốn phía. Cũng chính là nói, nơi này rất có khả năng thực là nơi mục tiêu trú chân. Người bẩm báo nói: "Hoàn toàn có khả năng. Sau khi lực lượng của chúng ta toàn diện động viên, rất nhiều gián điệp toàn được tìm hiểu, lấy được tin tức, nói có người tu tiên giới nhận ra tu sĩ Tấn Quốc ngụy trang và ra vào nơi đây. Thám tử Tấn Quốc bị chúng ta theo dõi, cũng có người ra vào nơi đây. Hai bên kết hợp, khả năng rất lớn." "Một canh giờ?" Hắn từ từ nói. Cũng chính là nói, ngay thời điểm chúng ta phát động sưu tầm, bọn hắn liền rời đi. Khả năng chính là vậy. Sớm không đi, trễ không đi, lại ở ngay khi chúng ta hành động rời đi. Xem ra nội bộ chúng ta có người để lộ tin tức, sự tình này quay đầu lại sẽ xử lý. Hắn tử cắn răng nói: "Lập tức thông báo các cửa thành, phát hiện bất cứ nhân viên khả nghi nào ra vào, bắt tất. Thám tử Tấn Quốc ẩn núp ở kinh thành, ở trong chúng ta quản chế, bí mật tập kích, lập tức bắt hết. Cần tìm ra phương hướng của mục tiêu." Lão tổ tông đã nói, lần này phụng trì chỉ xem kết quả không hỏi quá trình. Bất kỳ người nào cản hành động, mặc kệ là ai, chém giết ngay tại chỗ. Nơi đây không thể bỏ qua, phải người bí mật giám thị, phòng ngừa đối phương chơi cái hồi mã thực. "Vâng." Người bẩm báo lĩnh mệnh rời đi. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.